pin là cái camera 360 độ. Đây các bạn sẽ có 10 nút camera 360 đây. Các bạn sẽ ấn vào thì nó sẽ hiển thị. Đây mình đang mở cửa thì cái cam bên thì nó sẽ đen xì. Đóng cái cửa lại. Đó, các bạn nhìn thấy tổng thể xung quanh 360 độ từ trên xuống của chiếc S-Class này các bạn này. Nhìn thấy xung quanh có ai đi qua lại, có xe nào lại gần hay là bất kỳ một chiếc ngại vật nào đến gần thì chúng ta có thể đều nhìn được đây. Và nó cũng có cái biểu đồ nhiệt hai bên các bạn này, biểu đồ nhiệt hai bên nhìn rất là rõ luôn. Chúng ta có thể điều chỉnh được nhiều góc cam này. Đây là góc trước này. Đó, cam trước này. Ở bên cạnh thì nó vẫn hiển thị cam 360 của chiếc xe các bạn nhé, xung quanh chiếc xe từ trên xuống. Và nó hiển thị thêm mấy góc cam lớn ở bên này là cam phía trước này. Ta điều chỉnh cam phía sau này. Cam bên này. Đó, nhìn rất là rõ luôn các bạn nhé, nhìn rất chi tiết từng cái lá. Có khi các bạn zoom lên cũng nhìn thấy cả những hạt bụi ở phía dưới. Đây. Tiếp theo là cam bên này.